Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị tướng mới ra mắt, Lady Perona. Đấy là một vị tướng vừa đẹp mà bộ kỹ năng lại cực kỳ xịn sò con bò. Việc đầu tiên mình cần làm bây giờ là vào ngay cái Mermaid Island này, vào trong phần vực thẳm và nhận quà vực thẳm cái đã anh em ơi. Ở tuần trước thì mình chỉ được một số sao nhất định thôi, không được full sao, nên phần quà lần này mình nhận được là 40 cốc bia vàng, 40 xu may mắn, 20 thùng bia và 3.000 bụi anh em nha. Sau khi nhận quà xong thì bây giờ mình đã có 1.028 xu may mắn, 347 cốc bia vàng cũng như là 174 thùng bia rồi. Với hơn 100 thùng bia khởi đầu thì mình vào luôn phần chiêu mộ đặc biệt và tất nhiên rồi, hệ nhanh nhẹn mà vã thôi anh em. 10 thùng bia đầu tiên để mình xem nào. Deccan, ồ số cái kinh, nhưng mà chưa thấy em Lady Perona đâu cả anh em ạ. Frankie à, trời ơi, có một em Perona thường này anh em. Tiếp tục nào, có 164 thùng bia. Ok, một vị tướng bậc S nữa, nhưng chưa có Lady Perona anh em nhá. 10 thùng bia tiếp theo thì nó vẫn chưa nổ ra một vị tướng 5 sao nào luôn, chứ đừng nói gì đến Lady Perona anh em nhá. Hôm nay thì sự kiện mới ra mắt, thế cho nên khi mà mình vào chiêu mộ nó lag ơi là lag. Và tiếp tục lại ra một vị tướng Soke King. Ui giời ơi, sao mà nhiều Soke King thế này. Tiếp tục 10 thùng bia tiếp theo, lần này không ra Soke King. Ui, một vị tướng bậc SS, nhưng nó lại là Chopper New World anh em ạ. Buồn thế nhở. Ok, thế một vị tướng 5 sao nữa, như lại là Sentomaru, cũng như là một vị tướng Robin bậc S anh em ơi. Lady Perona của tôi đâu? Cố lên nào, Lady Perona please. Sentomaru, và tiếp tục là một vị tướng killer anh em nhá. Mặc dù sau khi xả xong 174 thùng bia đầu tiên, mình không có nhận được bất kỳ một vị tướng Perona nào ở trong cái phần chiêu mộ nhanh nhẹn, nhưng cột mốc thì mình đã có thể sở hữu được thêm một vị tướng Lady Perona nữa rồi anh em ơi. Và có thêm 50 cốc bia vàng và 10 thùng bia được hoàn trả lại anh em nhá. Bên cạnh đó thì ở phần thành tựu mình cũng đã nhận lại được rất nhiều Bentley và mình nhìn thấy cả một số kim cương nữa anh em ạ. Sau khi nhận được cái thành tựu đấy thì mình tiếp tục vào cốc bia vàng để chiêu mộ anh em nhá. 397 cốc bia vàng. À nhưng mà khoan, mình đi luyện tướng cái đai anh em ạ. Mặc dù có thể luyện được 1-2 em thôi, nhưng dù sao thì cũng chống thêm được 10 slot đồ anh em nhá. Còn đâu thì mình sẽ vào mình đi huyết tế anh em ạ. Tướng 1 sao, 2 sao, 3 sao thì chắc chắn là cho nó bay màu càng nhanh càng tốt rồi anh em. Nhân tiện huyết tế như thế này thì mình cũng có thể thu thập thêm cái hồn hải tặc để có thể là mua được thêm thùng bia cũng như là cốc bia vàng ở trong phần shop hồn hải tặc anh em ạ. Huyết tế xong rồi thì còn chần chờ gì nữa mà không xả hết 397 cốc bia vàng này anh em ơi. Và chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái tính năng chiếu mộ nhanh bằng phím enter ở trên máy tính anh em nhá. Uầy, như vậy là mình đã cho đi 230 cốc bia vàng chỉ trong nháy mắt thôi anh em ạ, chưa đến 30 giây luôn. Ảo ma Canada thực sự luôn. Và với số lượng cốc bia vàng mình bỏ ra như thế thì đã có thể là ghép thêm được một vài vị tướng 5 sao nữa rồi anh em ạ. Và tuyệt vời hơn là bên hệ minh mẫn, hệ hiếm của mình đã có thể ghép thêm được một vị tướng 5 sao nữa anh em nhá. Những cái vị tướng 5 sao ở hai hệ hiếm như là thông minh và minh mẫn nó cứ phải gọi cực kỳ khó kiếm anh em nhá. Nên là mình vẫn phải tích lũy và để dành thôi. Tiếp tục là mình sẽ cho đi 167 cốc bia vàng còn lại anh em nhá. Ồ, như vậy là cũng đã bay màu được khoảng 80 cốc của anh em ạ. Nhiệm vụ của mình tiếp tục là đi huyết tế để có thể lấy thêm slot trong túi đồ anh em nhá. Trong lúc huyết tế tướng thì cho mình hỏi một tí là ở đây có anh em nào đam mê mô hình One Piece không nhỉ? Mình là một người rất đam mê mô hình One Piece, thế cho nên ở trên bàn của mình bây giờ đang có ngay một mô hình Luffy Gear 5 anh em ạ. Thế nếu như anh em cũng đam mê mô hình Luffy Gear 5 thì có thể đặt mua ở giỏ hàng ở bên dưới góc trái màn hình nhá. Tiếp tục là chiêu mộ cốc bia vàng thôi nào anh em ơi. Chắc là hết sạch xanh xanh rồi đấy. Ở đây thì mình đã tích lũy được 3980 điểm rồi. Thế thì tội gì mà không chiêu mộ thêm 2 cốc bia vàng nữa để cho nó tròn 4000 điểm, lúc đấy mở mảnh một lượt luôn anh em ạ. Như vậy là đã đủ 4000 điểm rồi anh em ơi. Ghép xem nào. Wow, Robin à. Phát nữa đi. Ui giời ơi, ui. Rob Lucy luôn này anh em ơi, không thể tin được nhân phẩm của mình ghép mảnh ở đây lại hên như vậy anh em ạ. Để mình xem sau khi xả hết cốc bia vàng như thế thì mình nhận lại được những cái gì nào anh em ơi. Wow, có thêm 25 thùng bia nữa này, có 3 cái bánh lái, có một cái nón Sengoku. Tiếp tục là nhiệm vụ thành tựu, mình đã có thể nhận thêm được một em Boa Hancock và thêm 500 kim cương nữa này anh em. Wow, amazing. Còn bây giờ mình sẽ xả hết 1000 cái xu may mắn này để xem nhận lại được những phần thưởng gì nào anh em ơi. Và với việc xả 1000 xu vòng quay may mắn này thì mình cũng sẽ thu lại được rất nhiều cỏ bùn lá anh em nhá. Khi nào mà xuất hiện shop cỏ bùn lá thì lại tiếp tục là mua thôi anh em. Phải mất đâu đấy 15 phút thì mình mới có thể xả hết 1000 xu may mắn, do là mình không có cái thẻ dành tay để chiêu mộ phát 100 lần luôn mà chỉ có thể x10 thôi anh em nha. Không sao anh em ạ, cần cù thì bù siêng năng, bù luôn cả cái thẻ dành tay anh em ạ. Và đây là tất cả những cái phần thưởng mà mình nhận được sau khi xả 1000 cái xu may mắn đấy anh em nhá. Có 20 trái ác quỷ luôn này, 80 thùng bia. Ồ, tuyệt cả là vời. Thế là mình lại có thêm 129 thùng bia nữa rồi anh em ạ. Thế thì tội gì mà không trả thêm luôn vào hệ nhanh nhẹn nào anh em ơi. Group New World anh em ơi. Ấy à, càng đấy, thêm một vị tướng SS nữa nhưng không phải là Perona anh em ạ. 10 lần tiếp theo thì cũng tương tự như thế, mình được một vị tướng Smoker nhưng mà chán thua. Lại tiếp tục là một vị tướng Soke King nữa. Ôi dồi ôi, sao hôm nay ra nhiều Soke King thế nhỉ anh em nhỉ. Tiếp tục là mình đã vứt đi 30 thùng bia mà không được cái quần què gì cả anh em ạ. Còn 49 thùng bia nữa thôi, để mình xem lần này có được vị tướng Lady Perona nào không anh em nhá. Rồi, vâng, vẫn chưa có gì anh em ạ. 19 thùng cuối cùng và lại là Soke King. Ui, dầu trắng mới đầu chứ anh em. Bực thế nhở.
Nhưng mà không sao, chắc là với 129 thùng bia đấy thì mình cũng đã có thể nhận lại thêm được một em Lady Perona nữa rồi. Ủa? Chưa? Ồ, như vậy là mình còn thiếu 10 thùng bia nữa thì mới có thể sở hữu thêm được một em Lady Perona nữa anh em ạ. Và mình chợt nhận ra là mình có 2700 cái điểm hồn hải tặc này thì sẽ vào đây để mua thùng bia, vừa tròn 10 thùng luôn anh em ơi. Tuyệt cả là vậy. Và với 10 thùng bia đấy thì mình đã có thể là xả thêm được một phát X10 nữa. Ủa, Deacon sao nhìn giống vị tướng tứ hoàng dâu đen dã man con ngan luôn anh em ạ. Ok, như vậy là sau khi xả xong 10 thùng bia đấy, mình đã sở hữu thêm được một vị tướng Lady Perona nữa rồi anh em. Tiếp theo sau đấy là mình vào trong shop kim cương và bỏ ra 5760 kim cương để thu về được 30 lần mỗi X8, tương đương với 240 xu may mắn anh em nhé. Sau đấy là tiếp tục vào vòng quay may mắn để mình có thể xả hết 240 xu đấy đi anh em ơi. Ok anh em ạ, đây là vòng quay may mắn nhưng cực kỳ là bí mật, bởi vì mình không thể nào mà nhìn thấy phần thưởng ở đây anh em nhé. Level 123 sao thì mắc pinh luôn. Đùa đấy, nói chung là nó đang bị lag anh em ạ. Server đông quá thế cho nên nó cứ lag cay cú thực sự luôn. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã xả nốt 240 xu may mắn đấy rồi, và có thể nhận lại được những cái phần thưởng như sau anh em ơi. Ba cái bánh lái này, 10 thùng bia thôi á, buồn đấy. Ồ, hóa ra là mình xả thiếu 20 xu anh em ạ. Thế thì mình lại phải vào đây mỗi x2 phát anh em nhé. Tiếp tục là mình sẽ xả nốt 20 xu còn lại anh em. Thực ra chỉ cần xả 16 xu thôi là đã ok rồi anh em ạ. Và anh em có thể nhìn thấy những phần thưởng ở trong cái vòng quay này nó đã bình thường trở lại rồi anh em ạ. Ok, thế là mình đã nhận đủ phần thưởng của cái sự kiện vòng quay may mắn tuần này rồi anh em ơi. Việc tiếp theo mình cần làm là vào phần huyết tế để có thể là huyết tế bớt những cái vị tướng 5 sao đi và lấy thêm cái hồn hải tặc này anh em nhá. Heaven Bee mình thấy có nhiều phết đây anh em ạ. Ừ, huyết tế bớt thì tiếp theo là hệ chính xác, bởi vì tuần trước thì mình cũng đã chiêu mộ Acerberus ở bên hệ chính xác rất nhiều rồi. Chắc chắn là sẽ thừa rất nhiều phôi 5 sao anh em ạ. Nhưng tất nhiên là mỗi một hệ mình sẽ chỉ huyết tế một cơ số tướng thôi anh em nhá, chứ còn huyết tế hết là chết dở. Và đặc biệt là mình sẽ không bao giờ huyết tế hai hệ hiếm anh em nhá. Huyết tế xong rồi thì mình sẽ vào mua thêm 90 thùng bia nữa anh em nhá. Do là lúc trước mình đã mua 10 thùng rồi mà tối đa mình chỉ mua được 100 thùng ở trong này thôi. Sau đấy vẫn còn thừa hồn hải tặc nên là mình đã mua thêm 25 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình chắc chắn là phải xả nốt 119 thùng bia còn lại rồi anh em ơi. 10 thùng đầu tiên của mình thì không được cái gì cả, và 10 thùng tiếp theo của mình thì được mỗi vị tướng Killer 5 sao. Tiếp tục là một vị tướng 5 sao nữa, Helmepo và lại Killer. Ôi ôi, thêm một vị tướng mặc SS nữa, nhưng lại là Moria anh em nhá. Lần này thì sao đây, liệu rằng là có được em Perona Lady nào hay không nào. Chán ra man con ngan luôn, chỉ còn lại 39 thùng bia nữa thôi anh em nhá. Nhưng vẫn chưa ra một em Lady Perona nào khi mà mình chiêu mộ trong này cả anh em ạ. Lại Sogeking, cái gì vậy? Ngày hôm nay là ngày gì mà ra toàn Sogeking đấy anh em nhỉ? Ôi ôi ôi, SS nhưng mà là Jinbe anh em ạ. Nhận thêm một phần thưởng nữa nào anh em. Cũng có thêm 40 cốc bia vàng và 7 cái bánh lái anh em ạ. Với 7 cái bánh lái đấy thì mình đã nâng tổng số bánh lái của mình ở trong đảo này lên là 48 bánh rồi. Ui, thế là chuẩn bị sở hữu được thêm một cuốn trục L2 nữa này anh em ơi. Ấy, thế thì ngon rồi anh em. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ kiếm lại được rất là nhiều cốc bia vàng nha. Tổng cộng là 90 cốc bia vàng cơ anh em ơi. Như vậy là 48 cái bánh lái của mình đã sử dụng hết, chỉ còn 2 cái bánh lái nữa thôi là mình sẽ có thể sở hữu thêm được 3000 kim cương cũng như là một cuốn trục L2 rất chi là ngon lành cành đào anh em ơi. Tất nhiên rồi, hòm thư của mình chắc chắn sẽ nhận được một số những cái phần thưởng nhất định. Ok, và đây là thành quả của mình sau khi sử dụng 48 cái bánh lái anh em nhá. 90 cốc bia vàng này, 10 thùng bia này. Mình sẽ cho đi nốt 10 thùng bia đấy để xem có được Lady Perona hay không đây. Nãy giờ thì mình cũng đã huyết tế khá là nhiều những cái vị tướng 5 sao rồi, thế cho nên bây giờ chiêu mộ cốc bia vàng chắc là sẽ không bị đầy túi đồ nữa đâu anh em ơi. Có lẽ là đi hết 190 cốc bia kia nó cực kỳ dễ dàng anh em nhá. Ok, mình đã đoán đúng anh em ạ. Và ghép ảnh thêm đồ flamingo luôn kìa. Uầy, thành tựu và mình đã thu về được rất nhiều kim cương anh em ơi. 700 nữa là 1500 này, cộng thêm 400 nữa là 1900 luôn. Uầy, giờ kim cương của mình lại lên 12.700 rồi. Chiêu mộ cốc bia vàng xong thì mình lại tiếp tục có thêm 3 cái bánh lái nữa anh em ạ. Trời, thế thì mình đã hoàn toàn có thể xong cái vòng thử thách ở bên đảo bóng đêm này rồi. Và mình đã nhận thêm được 3.000 kim cương và một cuốn trục L2 nữa anh em nhá. Hiện tại sau khi xả xong 270 thùng bia, 582 cốc bia vàng, 1600 xu may mắn thì mình đã sở hữu được hai em Lady Perona rồi, tương đương với 100 mảnh anh em nhá. Nhưng ở trên này mình vẫn còn 685 mảnh tướng L1 nữa cơ. Bây giờ mình sẽ thử vận may luôn để xem có được em Lady Perona nào không anh em nhá. Phát thứ hai xem nào. Ui rồi ôi, rách kìa. Phát thứ ba. Ui Sabo anh em ạ. Lần thứ tư. Ui cà rốt. Lần thứ 5 thì sao đây anh em ơi? Lần thứ 5. Please. Trời. Vai cái shop new world. Tiếp tục. Lần thứ 6. Reju mới đầu. Lần thứ 7. Ichiji luôn. Và lần thứ 8. Lady. Ui giời. Lần thứ 9 thì sao? Lại Robin new world. Lần thứ 10. Nami Wano kìa. Trời ơi. Karasu anh em ơi. Tuyệt vời quá. Thôi thì mình cũng đang build Karasu, cho thêm một em nữa để nâng cấp em nó lên 10 sao cũng ổn áp đấy. Và thêm một em cà rốt nữa. Đây là em cuối cùng anh em nhá. Moria anh em ạ.
quá là đen luôn đi. Thế thì còn 500 mảnh đại hải tặc nữa anh em ơi. Để mình xem có ra được em gì hay không anh em ơi. Trời, câu trả lời là không ra một em gì ngon cả anh em ạ. Lúc này thì bí quá rồi, nên là mình tiếp tục vào để huyết tế tướng anh em ạ. Và tất nhiên là cả những vị tướng 5 sao thì mình cũng sẽ huyết tế bớt anh em nha. Huyết tế xong thì mình vào trong cái phần cửa hàng hồ hải tặc và mua được thêm 69 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Xong rồi mình thấy nó vẫn ít ít, thế là mình lại vào huyết tế tiếp anh em nhé. Giờ thì mình có thể mua tối đa thêm được 6 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Tiếp tục là mình vào shop kim cương để đầu tư 2.400 kim cương vào đây, mua lấy 24 cốc bia vàng nữa anh em nhé. Và vào phần chợ đen để mua thêm một cốc bia vàng với giá là 150 kim cương, xót xả quá anh em ơi. Có như vậy thì mình mới đủ 100 cốc bia vàng ở đây để có thể là xả nốt một phát nữa, lụm thêm phần thưởng ở mốc cốc bia vàng anh em ơi. Và thế là vèo phát mình đã xả hết 100 cốc bia vàng, ghép thêm mảnh nữa nhưng được em Nami. Nhưng mà mình lại tính toán sai anh em ạ, cần phải tốn thêm 18 cốc bia vàng nữa thì mình có thể là đạt được cái vòng thứ 3 này và thu về 20 thùng bia nữa anh em nhé. Vẫn còn may khi mà mình vẫn còn kim cương anh em ạ. Và mình sẽ đầu tư thêm 2.400 kim cương nữa vào đây để có thể lụm về 24 cốc bia vàng. Tiếp tục xả nào anh em ơi. Ok, lần này thì cũng đã đủ rồi đấy anh em ạ. Xong luôn, ghép thêm một lần nữa nào. Ui, ôi, Ivan Cốp mới đầu chứ. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được 3 vòng cốc bia vàng rồi và thu về được 20 thùng bia nữa. Với 20 thùng bia đấy thì mình đã nâng tổng số lên 34 thùng rồi. Tiếp tục xả hãy nhanh nhẹn thôi anh em. Ui, nhảy tướng 5 sao cứ đùng đoàn nhưng mà lại không có em Lady Perona nào mới cay anh em ạ. 24 thùng còn lại thì sao đây? Tiếp tục là 10 thùng tiếp theo nhưng vẫn chỉ ra killer mà thôi anh em nhé. Ôi, Hina anh em ạ. Và 14 thùng cuối cùng, liệu rằng... Trời ơi, không thể tin được anh em ạ. Mình cứ phải đến đúng cái vòng đấy thì mới có thể là chiêu mộ thêm được một em Lady Perona nữa cơ. Và bây giờ nâng tổng số Lady Perona của mình lên 3 em rồi anh em nhé. Ồ, có 85 mảnh SSL1 này, làm gì? Ui, Luffy Wano mới đầu anh em ơi. Ôi, tạm thời thì mình sẽ ghép 3 cái em tướng Lady Perona này để có thể là nâng cấp cho em nó lên đã. Với 3 em Lady Perona mà mình đã sở hữu được thì chắc chắn là mình có thể nâng cấp cho em nó lên được 9 sao rồi anh em nhá. Wow, tuyệt vời anh em ơi. Tất nhiên là mình cũng sẽ nâng cấp cho em nó lên level 200 luôn anh em nhá. Khi mà nâng cấp cho Lady Perona của mình lên được 9 sao thì mình sẽ vào trong cái phần nhiệm vụ thức tỉnh Lady Perona để có thể lụm thêm 10 thùng bia, 50 mảnh L2, 50 mảnh L1 anh em ạ. Đây rồi, tuyệt cả là vời luôn anh em. Tiếp tục là mình sẽ thử vận may với 50 mảnh L1 trước nào anh em. Ui vãi nổi, Yasop anh em ạ. Tiếp theo, L2 thì là được. Ui, Luffy New World anh em ơi. Việc tiếp theo của mình bây giờ là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ chiến trường này để có thể là thu về thùng bia và cốc bia vàng anh em nhé. Tất nhiên là tuần này mình sẽ có hai cái nhiệm vụ chiến trường. Ôi, cực kỳ là ngon lành cành đào luôn, rất nhiều thùng bia anh em ạ. Bên cạnh đó thì cái quy chiến trường server mới của mình cũng chưa hoàn thành luôn, thì một mũi tên trúng 3 đích anh em nhé. Với nhiệm vụ chiến trường này, để cho nó ngon lành cành đào nhất thì mình sẽ ra trận với cả em Lady Perona rồi anh em. Ok, và mình sẽ bỏ qua cho nó nhanh chóng anh em nhé.